Catherine dùng để làm gì? Giả đồng tử để làm gì? Giảng đồng tử để soi đáy mắt. Soi để làm gì? Cái gì trọng? Chủ yếu là khảo sát cái thần kinh thị giác. Cái thần kinh thị giác, cái thần kinh đó nó có hai cái hình tưởng tượng ra giống như là cái chén và cái trâu chén. Cái trâu chén đó là cái thần kinh nó tập trung ở dưới. Thành ra khi mà cái tế bào thần kinh đó bị hư rồi á, làm thấy được cũng vậy. Cái đó là do tăng nhãn áp lâu ngày. Tăng nhãn áp lâu ngày là cái đáy chén nó lỗi. Thành ra là thần kinh thị giác hư là mù cũng vậy. Thì là do tăng nhãn áp. Thành ra khi vào đau vào với nhiều thứ đó, trong đó nó tăng nhãn áp, nó đau đầu. Cái nhãn áp là cái nước là trong mắt rồi. Và nhỏ tôi pin vô coi thử là cái nó phòng. Thứ hai là atropine thì bây giờ là sẽ ngộ độc mấy người mà phụ nữ bạn có bao cơ chút từ sau. Tức là mấy người mà tự tử bằng phốt pho cơ là nó cứu được bằng atropine với lại valibosin. Đó là cái cặp cứu với người ngộ độc phốt pho cơ. Bây giờ phốt pho cơ ít dùng. Thành ra mấy người tự tử họ cũng rút kinh nghiệm mà uống thuốc diệt cỏ chết rồi. Nếu uống phốt pho cơ là cứu được 80% mấy người tự tử. Còn bây giờ uống thuốc diệt cỏ thôi rồi. Thành ra tự tử nó mới có kinh nghiệm. Cái ông kia tự tử chữa như tình rãi, bác sĩ tích đủ nước thuốc hết. Ông mở mắt và ông chỉ mặt bác sĩ kia. Tại sao mày cứu ta? Để cho ông biết là đầu tiên nhất vẫn là đạo đức. Người mà không chữa được đó là đạo đức. Không có đạo đức, không chữa được. Tính kiềm của anh Cao Đức. Tính kiềm là theo cái chương trình Anderson Antipas. Đó là BS và BKB cộng với lúc của nồng độ giảm 3 giờ tới giảm muối. Giảm 3 giờ tới giảm muối. Đó chỉnh pH dưới bên nhà. Dưới bên nhà. Dưới 3 thì nó 9.9, 9.9. Dưới 2 thì 9.9, dưới 1 là 90. 50 là một nửa là giảm, 3 giờ một nửa giảm. Và pH càng vượt khỏi cái pKa thì nó sẽ giảm, giảm không đi ăn quá và giảm ba giờ thì ra. Thành ra muốn có giảm 3 giờ thì chuẩn pH vượt khỏi cái pKa, vượt tới 3 thì nó rất là nhiều, tới 99%. Thành ra là muốn mình chiết dạng 3 giờ đó thì mình dùng cái gì mình chiết? Mình dùng môi vậy? Dùng môi hữu cơ. Mà như vậy thì mình phải cho nó vô dạng kìm vô, cho nó vượt khỏi cái cà đi và dùng môi hữu cơ chiết. Đây là những cái BKA nè. Acid acetic BKA nó 4.76. Còn cái này ăn ca lý kìa. Cà phê nó 1, nghĩa là cà phê có tính gì? Acid nó cũng mạnh hơn acid acetic của mình. Monoxin, theophylline, mạnh hơn acid. Đó là những cái pKa. Những cái nào mà hai liter thì hai có hai cái pKa, hai liter. Và kìm của mình đang gặp là kìm ammoniac. Thì mình dùng ammoniac á, mình chỉ đẩy là những cái ít này thôi. Chứ cái số 9 này thôi. Chứ còn cái này là mình kìm mặt hơn. Là bị kẹt là nào quái. Thì đây là, để cho bạn thấy là tính acid, thành tính kìm của anh Calip dựa dấu BKA. Đó là thông số. Nó có cầu thi của mình.
này á mình có tải được không hay sao vậy? Ba giờ này. Đó là cái thông số. Đó là quan trọng thứ kỳ của anh Charles là điện điện bất gặp điện tử ở trên cơ. Tính kiềm của anh Charles là do cái gặp điện tử ở trên cơ. Thao tác của Charles là đó tính kiềm tiếp tức là Vega nó từ 7-9 có thể có từ 6-12 nhưng nó làm được cái số 7-9 và tính kiềm nó. Không có tính kỳ mà tính kỳ đế ra đời anh cao biết này. Muối anh cao biết bằng 1. Cà phê nhà đã khác. Tính kỳ mạnh và lưỡng tính và trung tính. Tức là nó cũng có những thứ nó không có tính kỳ. Tính kỳ của bậc một lớn hơn bậc hai và lớn hơn bậc ba. Tính kiềm của bậc một lớn hơn bậc hai và lớn hơn bậc ba. Nếu cái vàng amin này và bị vàng ta đi nhà mà nó đau á thì tính kiềm nó mạnh hơn là thâu còn thâu còn đau là mạnh hơn còn thâu. Lý do là cái đôi điện tử trên cái vòng thơ nó bị nguyên thật. Là nó không có có nhóm anh kim. Nhóm anh kim là nhóm gì? C C gì? C 3 là một nhóm con thích tổng quát của nó là gì? CN AN cộng cộng 1 thôi cộng 2 là thay zero là nó non rồi. Nhóm alkin là nó nhóm carbonin làm giảm tính kiềm vì sao? Nhóm alkin làm tăng tính kiềm của nhóm carbonin làm giảm tính kiềm vì sao? Vì cái nó đôi ở đây tơ nó bị duyên hợp hút cái cặp con đi này giống như thế nào là vừa định tính vừa định lượng. Cái vụ da là vụ định tính thôi. Định tính nè. Cái vụ da ở sinh ra là do nhóm
cái bộ UV sinh ra là gió. Gió gì? Gió điện tử. Gió điện tử của sinh ra là gió tích. Chính như vậy, khi nào mà cái nhóm cái nguyên tử này này càng lên thì nó càng có. Ví dụ như là nitơ là mấy? Khối nó là mấy? Khối của nitơ là mấy? Mười bốn thì đâu thấy không? Cái này cái bài là ngày 16 khác nằm lại ngày 21 nằm lại, cái này càng lên nhất đã làm được cái này đúng ít lên đã làm được đây. Và nó có hai cái dao động, một là dao động tự tay là như cái tay, nó giao động tay này nó nằm như thế này, còn giao động phải nó đang nằm như thế này đây, phải quay lại đây, nó lật qua lại đây, làm cái nút chích đấy, nó lại đi qua qua lại đây, còn khi mà càng lại là nó trở lại như thế này, đây là giao động phải. Đây, đây là CH này, đó, CH bằng cao này, nước thì lắng vô này, còn đây là đâu, CH là đâu để can nước, chứ có nước là bị nhiễu vô. CO này, CO này, cùng đây cùng là giáo bằng tay. Có nó cái dùng điện đó, nó quá trời cái bộ da này để làm gì, để định tính cái làm gì vùng dập có người ta có cái dùng điện của bạn tới 2 ngàn thôi à, không ơi vì sao tới 2 ngàn, vì hắn chủ yếu là dùng gió bằng tay, nó đặt từng nó cái cách nào cái kia không bao giờ giống cái này. Cái bằng 26 nhất á là nhóm này nè, 26-50, 70 là nhóm CO nè, rất là mạnh. Nhóm O khác 32-36, cái này là di chuyển cái gì đây, đây ra ở khoảng cạnh 1650 đổ về đang giữ, còn có vùng dưới đó là vùng giảm bằng tay. Khối phổ cho thông tin về khối lượng, và khối phổ là đo y ông, đo dạng y ông. Anh nói là phải dạng đi ông mới được. Nó đòi cái dạng đi ông nè, tức là nó một cái bộ phận làm ra cái ông mới đòi được. Còn cái dạng bình thường là không đòi được. Đi ông có thể là nhiều cách. Thắng mà trình về đến tâm là tại đi ông hóa. Có nhiều cách làm đi ông hóa.
Đây lãnh đạo đây ông này. Thì ông nói mày mà ông nói gì đó thì nó là dòng đấy. Mà muốn có dòng á là nó phải bán ra trong cái vùng chân không. Nó phải chân không rất là cao, nó bán ra dòng. Thì cái có gì cái chất khác mà nó không có làm được cái dòng. Nó bán nhiều lần đó. Tức là bây giờ bằng hai cục gạch mà muốn phân biệt hai cục gạch hơi giống nhau á, chỉ có một cục nó có méo cái đầu thôi, thì bạn bán ra dòng giống nhau, các bạn bạn đập lên làm đôi các bạn giống nhau, các bạn lựa một cái đầu nào đó bạn đập tiếp coi thử nó bể ra như thế nào, nó bể khác nhau thì hai cái cục đập nó mới không được, thì nó là bán khá nhiều lần, đập nhiều lần ra cái này là bán khá nhiều lần. Họ biết cái khối phổ này á, họ tính được cái họ biết được cái khối phổ á, họ biết được cái khối đường phân tử và họ tính được cái thông số này. Ví dụ quy luật Peter là khối đường nó chẳng á thì Peter nó chẳng, khối đường này số khối, cái họ đo họ muốn biết khối đường là họ đo khối phổ. Đây là cái này máy Peter đấy, một số khối nó lẻ, hai chẵn, ba lẻ, bốn thêm được số khối lẻ thì tay lại cái chẵn được quy tắc 13 cái này gọi là số không. Đây là những cái mối phổ đây, có phổ đây đó gì đây, đi ông thấy đó, đi ông thấy nha, đây cái giống này giống ông thấy đó, những cái ông thì có cái đầu làm gì ông, tức là khối phổ là cho thông tin, khối được không? Rồi muốn biết làm được khối phổ thì làm ra dạng dòng, ở trong chân không. Đó là quy tắc chung như vậy. Của hạt nhân. Mà hạt nhân nào có cộng hưởng? Hạt nhân nào có khối lẻ? Lẻ à? Carbon bình thường đó là mấy? 12. Đó có carbon 13 không? Đó. Carbon 13 đó chiếm có 0.1% thôi. Hydro bình thường là mấy? Một. Có hydro 2 không? Có. Hydro 2 có luôn. Hydro 2 gọi là deuterium, với nó là bom đó, làm bom. Hydro 3 có không? Có không? Có luôn. Nó là có hydro 3. Nhưng mà lượng nó thấp. Cái đó gọi là cái gì? Cái từ chuyên môn gọi là gì? Không biết à? Từ chuyên môn gọi là tông quỳ. Tông quỳ. Bạn biết là iốt á, iốt 131 á là đơn vị phóng xạ. Cái đó dùng để là gì? Ung thư tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp là dùng iốt 131 phóng xạ. Thấy không? Cái chất phóng xạ là mà đặc biệt là nó chỉ vô cái tuyến giáp thôi, nó không đi chỗ khác, thành ra là nó có quấn ngay cái đó, uống cái iốt phóng xạ vô ngay cái chỗ này và nó tiệt cái tế bào ung thư, thành ra được chữa khỏi luôn. Nó có cái hai cái phóng xạ này ai tìm ra? À, phóng xạ thì do là Marie Curie và Marie Curie, cái bà ấy bản người Ba Lan, cái bà Curie bả hồi bả ở nhà mới lớn lên mười mấy tuổi là bả đi dạy cho con của một cái ông nhà giàu và yêu cái người con trai của cái nhà, nhưng mà vì không cho lấy thành ra bả ấy bả mới vô bên Pháp để học. Bả học thì hết tiền học bổng thì bả làm về nước, thì sau đó bả cua bả xin lại ở bên Pháp để làm
thì cái ông làm chung là ông Pierre, ông lớn hơn bà 6 tuổi, ông có yêu cô Marie, nhưng mà cái cô ấy cổ là không quay với mối tình cũ, cũng không có chuyện. Mãi đến 3 năm sau thì cô ấy mới đồng ý là đám cưới, thì mới làm mấy nghiên cứu của phóng xạ này nè, thì mới nói rằng là anh với em sẽ là nghiên cứu của phóng xạ này bằng cách là đi xin cái quặng của một ông người Áo, ông cho mấy trăm tấn quặng như vậy, và đãi cái quặng nó 4 năm trời thì ra được 100 mg uranium. Trong cái đêm tối thì uran nó phát sáng lên, thì hai vợ chồng cùng đó thì sao tuyển 4 năm trời mà mình biết là trong cái kho mà ổng dột trời mưa là hai vợ chồng chạy vô cái góc đó. Hai vợ chồng này có một người con gái, người này cũng đoạt giải Nobel luôn. Thành ra cái nhà này có 3 cái giải Nobel và làm ra cái radium đó, thì cái ông chồng mới nói là ngoài cái radium đó nó sẽ có một cái đồng vị nữa, nó sau cái radium nó cũng phóng xạ luôn, và tìm ra được cái đó là polonium. Thì tìm ra cái chất thứ hai phóng xạ đó thì cô Mary cũng nói là anh cho em lấy cái tay nước của em đặt cái chất này đi, thì chất đó là polonium, là polin, là nước Ba Lan. Rồi xong rồi mới nói rằng là ông chồng á, cô vợ của nó là mình sẽ đăng cái bản quyền cái chất phóng xạ này đi thì mình sẽ có rất là nhiều tiền. Thì ông chồng cũng nói là cái mình làm ra là mình cống hiến cho nhân loại và nó rất có nhiều ứng dụng, thành ra em để cho anh đăng cái bài báo đi để cho ai biết họ làm, chứ mình có giấu. Và đăng cái tạp chí nó năm 1902 tôi nhớ còn đó. Và khoảng 4 năm sau là ông Pierre chết vì một cái xe ngựa nó chở 6 tấn hàng nó cán ông chết. Và trước khi chết đó, thì ông ấy có lẽ là ông có linh tính, thì ông nói là hai vợ chồng mình á, ai mất trước á thì người sau là tiếp tục cái công trình về phóng xạ để cứu nhân loại. Và cô Mary cũng mới là sống sau, chết sau năm khoảng năm 1935 thì cô ấy một lần bị sốt và đưa vô bệnh viện thì xác định là bị ung thư máu do cái phóng xạ, và cô ấy mất. Thì bây giờ bạn vô bệnh viện cứu mà người ta dùng yếu phóng xạ để cứu mấy người ung thư đó, đó là công của cô Mary. Thật ra mỗi lần mà nhìn cái hình cái tay của người ấy, bạn nên nhớ rằng đây là một người bị giảm, có người cống hết cho nhân loại không có lấy, và chính cái ung thư là do cái công việc. Ra bạn thấy con người mà có cái công việc cho hết, chứ đang cái bản quyền đó rất là nhiều tiền, vì cái đó là cái chất nó không ai tìm. Hai vợ chồng đã bỏ rất là nhiều tiền công sức. Và cái người con gái có dạy lên bay khó, và cái người trẻ cũng có dạy. Bình thường cái hạt nhân á là nó quay được lên cái nào? Thế này, bình thường nó quay được lên cái này, cái hạt nhân quay được lên thế. Để có cộng hưởng từ á, phải có hai điều. Một điều thứ nhất là phải đặt ra một cái từ trường rất là mạnh. Từ trường rất là mạnh, nó hơn khoảng 20.000 lần cái từ trường của quả đất này. Thì cái hạt nhân nó mới quay một chiều này, lên xuống, nó chỉ lên xuống thôi. Và để nó quay một chiều như vậy xong rồi á thì ta một dùng cái năng lượng bắn vô cái hạt nhân đó, năng lượng của sóng radio, thành ra nó đẩy bằng vô cái máy cộng hưởng từ á, là cái thùng ở đó là bằng một cái 500 cực mạnh, cái 500 nó muốn mạnh á là nó phải